CR7 dường như không hài lòng với ông thầy Fernando Santos sau thất bại 1-2 của tuyển Bồ Đào Nha trước Serbia gần đây. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Galu, máy quay truyền hình bắt được khoảnh khắc Ronaldo tỏ ra rất tức giận khi ông thầy Fernando Santos tiến lại gần. Chẳng những thẳng thừng từ chối bắt tay nhà cầm quân sinh năm 1954, CR7 còn liên tục vung tay và mồm mắng xối xả. Không nhận được thiện chí từ cầu học trò cưng, Fernando Santos đành lầm lũi quay lưng bước đi. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Tinh thần thượng võ, chuyên nghiệp và văn minh chính là những mục đích thể thao muốn đem đến. Thế nhưng giống như hai mặt của đồng xu, đã có mặt sáng thì cũng phải có mảng tối. Không thể lúc nào ta cũng giữ được cái đầu lạnh cho mình. Chính vì thế nên trong tất cả các bộ môn thể thao luôn có những tình huống vô cùng xấu xí và đi ngược lại với tinh thần fair play. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại những pha chơi xấu và không giữ được bình tĩnh của các vận động viên trên thế giới. Hy vọng rằng sẽ không còn những tình huống này xảy ra trong tương lai nữa. Sẵn sàng chưa nào anh em? Lên đường thôi! Đây chính là hình ảnh tiêu biểu cho việc trêu người đối thủ và phải trả giá đắt. Ông anh áo xanh liên tục có những hành động khiêu khích, thậm chí trọng tài cũng phải ra mặt để giải quyết cái sự lầy lội ấy. Và khi trận đấu được diễn ra, thanh niên áo đỏ đã trả cả gốc lẫn lãi khi khóa đối phương không trượt phát nào. Ấy thế mà trong giây phút không còn gì để mất, ông thần kia lại giở trò sờ mặt quen thuộc nhằm cứu vãn tình thế. Nhưng rồi sau tất cả vẫn là chiến thắng cho vận động viên mang sắc áo đỏ. Nói thật là hai ông này có thù oán gì với nhau trước đó không vậy? Khả năng cao là có đấy, chứ làm gì có chuyện vô tình mà trái banh nỉ nó lại đập trúng chỗ đấy được. Xem thôi cũng thấy mát thốn rồi anh em à, anh dai áo vàng có ổn không đấy? Trông có vẻ vẫn còn đau đớn lắm, nỗi đau xót xa nhất của một người đàn ông mà lại... Nói chung là với phong cách thi đấu bậm trợn và quyết liệt của mình, Sergio Ramos chắc chắn thu về không ít kẻ thù. Thôi thì tứ ca đã triệt hạ nhiều đối tượng rồi, giờ là lúc để người ta trả lại cho công bằng thôi. Đối phương đã thực hiện đúng phong cách bỏ bóng đá người để giúp cho Ramos không trượt phát nào. Đương nhiên, hậu quả thì là một chiếc thẻ đỏ rồi, chứ chơi như thế thì còn kêu ca nổi gì nữa thanh niên. Mấy chị đại đấu bóng rổ cũng máu lửa không kém gì các đấng mày râu đâu nha. Hãy nhìn cách chị gái mang áo số 4 quăng quật đối thủ không thương tiếc ngay trên sân kìa. Trông thực sự áp lực quá đi, cô nàng áo trắng bị văng ra hẳn một đoạn cơ mà. Phải mạnh xem đến đây là thấy toát mồ hôi và run rẩy chưa nào. Định nghĩa đấm phát chết luôn là đây nhé. Anh quần trắng chỉ mất đúng 2 giây để có thể kết thúc trận đấu. Chỉ bằng một đấm dứt khoát là anh đại đã khiến cho đối phương tối tăm mặt mũi và dương cờ trắng chịu thua. Nếu ông nào có đắc tội với thanh niên này thì nên dùng biện pháp hòa giải nhé. Chứ giải quyết bằng tay chân thì chỉ có xác định ăn hành thôi. Anh trọng tài này đã có hành động phải gọi là bao ngầu luôn. Này thì thích ý kiến ý cò, anh đây thuộc tuýp người nói ít làm nhiều nhá. Đã thấy cái gì đang cầm ở tay anh chưa, còn dám ho he gì nữa không? Ngoan đi thì không sao, chứ mà vẫn thích chở búa thì ăn cái thẻ đỏ rồi ra ngoài sân mà ca cẩm tiếp nhé. Anh tài không rảnh mà nghe đâu.
Hậu quả của việc đã yếu còn thích gáy to, rõ ràng là vị trọng tài đây đã làm theo đúng luật và không cho anh Tây Đen thi đấu tiếp. Ấy thế mà ông thần kia lại hung hãn phang luôn cả trọng tài, bật cả người quyền lực nhất trên sàn đấu, thế là dở rồi, chuẩn bị đối diện với án phạt không hề nhẹ nhé anh bạn à. Chắc chắn ông tướng này sẽ là người mang tội nặng nhất trong video ngày hôm nay. Các bác cũng biết quả tennis mà phi vào mặt thì sẽ đau đớn đến cỡ nào rồi đúng không? Thế mà anh áo đỏ còn đánh một quả bay thẳng đến vị trí của trọng tài điều khiển trận đấu. Thôi xong, vị vua áo đen còn phải chườm đá, là ông anh nên hiểu rằng những lời xin lỗi sau đó đều trở nên vô nghĩa nhé. Muộn rồi, quá muộn rồi. Hội chị em đá bóng cũng chiến thuật đấy, cơ mà trong tình huống này thì chỉ khổ cho quý cô trọng tài mà thôi. Rõ ràng đã cố gắng né quả bóng rồi mà vẫn bị sút vào người cho được. Bà con nghĩ thế có tức không cơ chứ? Rồi cuối cùng thì cả sân phải vào xem tình hình chị đại nhà ta thế nào, xem chừng có vẻ thốn lắm à nha, thương chị. Hai ông nhỏ này chiến quá anh em à. Chắc là mượn danh nghĩa thượng đài để giải quyết ân oán xã hội, chứ thi đấu thể thao mà như kiểu giang hồ đánh nhau thế này đỡ sao được. Tóc xanh kể cả bị nhân viên an ninh khống chế được rồi mà vẫn cố kiểu các anh bỏ tôi ra để tôi đấm thằng kia tiếp, đừng ai cản tôi. Vừa rồi là những tình huống xử lý thô kịch và thiếu fair play trong thể thao đáng lẽ không nên xuất hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.